Các cậu nhầm rồi, tớ thơm lắm. Mẹ ơi, mấy hôm cậu không tắm rồi. Tớ thôi, cậu vào tắm và thay quần áo đi. Thỏ con, chuẩn bị vào bụng của anh nhá. Đừng mơ, đừng mơ, đừng mơ. Đau quá. Con ơi, sáng rồi con dậy ra tập thể dục buổi sáng cùng các bạn đi nào. Con vừa mới nhắm mắt được một tí thôi mà mẹ. Ngủ cả một đêm rồi mà vẫn bảo ngủ có một tí thôi hả? Con mà ngủ nhiều không chịu vận động là người sẽ yếu đi đấy. Mẹ cho con ngủ một tí nữa đi, xong con dậy con tập thể dục cùng các bạn mẹ nha. Thôi được rồi, giờ mẹ phải ra vườn trồng cà rốt. Con ngủ thêm một lát nữa rồi dậy ra tập thể dục với các bạn con nhá. Vâng ạ. Nhìn tớ này, cơ bắp nha, chứ đâu có yếu ớt như cậu. Tớ là con gái, tớ còn khỏe hơn cậu. Thì ra chỉ là mơ thôi. Tập thể dục mệt lắm, mình không muốn tập đâu. Nhưng mà làm thế nào để các bạn không chê mình yếu đuối nữa bây giờ? A few moments later. Nhìn cơ bắp của mình này. Vậy là từ giờ mình đã có cơ bắp hơn của các bạn rồi. Đỡ đây đúng không? Đánh cho cậu đánh không mà. Hà Xanh ơi, chơi đá bóng cùng chúng tớ không? Đá bóng cùng chúng tớ đi, vui lắm. Đá bóng làm gì chứ mệt ra. Ăn bì bì ngon hơn. Thỏ Xanh ơi, cậu phải vận động thì cơ thể mới khỏe được chứ. Cậu cứ ăn xong ngủ sẽ bị béo phì như heo đấy. Này, tớ là thể không được ví tớ như heo đâu. Dù tớ không vận động như các cậu, nhưng tớ vẫn khỏe hơn các cậu đây. Cơ bắp này, cả bên này nữa. Wow, cứng toàn. Đấy, tớ đã bảo rồi mà. Thế nên tớ không cần phải tập thể dục nha. Thế thôi, chúng tớ đá tiếp đây. Đá tiếp đi đúng không? Ừ, đi. Sút này. À, đá sút này. Này, sao không? Các cậu đá kiểu gì vậy? Tớ xin lỗi, tớ không cố ý. Nhưng cố vàng đá nhẹ thế mà cậu không ngã. Tớ tưởng cậu khỏe lắm mà. Ui thì tớ chỉ giả vờ thôi. Tớ không ở đây nữa đâu, tớ đi về. Thỏ Xanh ơi, rơi mất cơ bắp ra đường không kìa. Không biết bao giờ cậu mới hết lời biếng đây. Bắn đi, bắn đi. Thỏ Con. Dạ, sắp đến giờ đi ngủ rồi. Sao con còn ăn kẹo? Sẽ bị sâu răng đây. Nhưng kẹo ngon mà mẹ. Đấy, ngon lắm mẹ. Mẹ biết là ngon, nhưng mà muộn rồi, ăn kẹo không tốt đâu. Đưa đây cho mẹ nào. Sao mẹ lại thu hết kẹo của con vậy? Con không thích đâu. Mẹ muốn tốt cho con thôi, để mẹ cắt hộ kẹo cho. Ngoan, mai mẹ lại cho ăn nhá. Vâng ạ. Mà này, trước khi đi ngủ, con nhớ phải đánh răng thật sạch đây. Con biết rồi. Suốt ngày mẹ bắt đánh răng. Đánh răng thế này, biết bao giờ mới được đi ngủ. Sao? Các bạn thấy mình thông minh chưa? Dùng 4 cái bàn chải đánh răng đánh cùng một lúc, chỉ cần lia một đường là xong ngay. Chỉ cần lia một đường là xong ngay. Giờ thì vào ngủ thôi. Ngủ sướng thế nhở? Đau răng thế nhở? Hai răng cửa của mình nó chạy đi chơi đâu mất rồi. Hay là tại mình ăn nhiều kẹo quá nên lúc mình ngủ con sâu đến lấy mất răng của mình rồi. Liệu lát nữa nó còn đến lấy hết hàm răng của mình hay không? Sợ quá mẹ ơi.
Kiều Thỏ con, sao giờ này con mong con xem điện thoại à? Thế không xem điện thoại thì làm gì hả mẹ? Con nhìn này, mai con thi rồi đấy mà còn bao nhiêu bài tập, sao con lại không học? Mẹ đừng ngơ, con chỉ học một chút là xong ấy mà. Học một chút là học kiểu gì? Con phải học cẩn thận thì mới được điểm cao chứ. Đưa điện thoại đây cho mẹ. Ô mẹ, mẹ sẽ tịch thu điện thoại, con học bài đi. Nếu mà được điểm kém là mẹ sẽ phạt đấy. Suốt ngày bắt con học thôi à? Học mệt thật đấy. Còn bao nhiêu là bài tập thế này, học bao giờ mới xong được? Lại còn buồn ngủ nữa chứ. À, mình có cách này. Yeah! Vậy là chữ ở trong sách vở đã được ghi hết vào đầu mình rồi. Giờ thì đi ngủ và chờ ngày mai làm bài kiểm tra thôi. Sao hôm qua mình ôn bài kỹ thế mà sao hôm nay vẫn được 2 điểm thế nhỉ? Thật là bất công. Mẹ mình mà biết mình bị điểm kém, chắc chắn mẹ mình sẽ phạt mình cho mà xem. À, phải giấu bài đi ngay thôi. Mình mới mặc được 1 tuần. Vẫn không. Tắm ấy, mình vừa mới tắm cách đây được 10 ngày mà. Đấy, có bẩn tí nào đâu. Đẹp trai rồi, đi sinh nhật thôi. La 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 la. Nhanh lên thành doanh ơi. Nhanh lên, tới đây, tới đây. Nhanh lên các cậu, có cả muộn đây. Đi. Ô khoan đã. Mùi gì nhỉ? Tớ cũng ngửi thấy mùi gì. Làm gì có mùi gì đâu. Nhanh lên các cậu, không hết bánh kem bây giờ. Nhưng tớ vẫn có thấy mùi gì. Tớ cũng phải. Các cậu, tớ đâu? Các cậu nhầm rồi, tớ thơm lắm. Heo ơi, mấy hôm cậu không tắm rồi. Cả thay quần áo luôn. Tớ thôi, cậu vào tắm và thay quần áo đi, chứ không ai ngửi được cái mùi này của cậu đâu. Đúng rồi, giờ cậu mới sinh nhật ra thì mọi người chạy mất dép hết đây. Cậu đi sau nha, chúng tôi đi trước đây. Đi đúng không? Đi. Ô này, đợi tôi với. Quá đáng thật. Hôi hôi có tí thôi mà. Các cậu bắt tớ tắm mấy cả thay quần áo, tớ thà không đi ăn sinh nhật còn hơn. Đợi tớ đi. Cà rốt kìa. Cà rốt. Ui, cà rốt to thế. Đúng là to thật. Nhưng các cậu ơi, tớ có nhìn thấy cái gì đó sai sai. Sai gì? Mỗi hôm chúng mình ra đây chơi, có thấy vườn cà rốt nào đâu. Ừ nhở, mấy môn này thì làm sao lớn nhanh thế được. Mà tớ nghe mẹ tớ nói, ở khu vực này thỉnh thoảng lại có hổ đấy. Ui, hổ á? Thế thì chúng mình mau đi về đi. Các cậu nhát thế nhở, làm gì có con hổ nào. Đúng rồi, không có con hổ nào đâu. Cà rốt ngon như này mà không ăn thì phí ra. Các cậu không ăn thì để tớ. Tớ xanh ơi, nhổ một củ rồi, đi về đi. Không đâu, tớ sẽ nhổ hết cái vườn này. Các cậu ăn không? Chúng tớ không ăn đâu, cậu ăn đi. Thế thì tớ ăn luôn nhá. Ui, ngon thế. Ngon lắm luôn ơi. Ngọt chưa? Đúng rồi, ăn nữa đi, ăn nhiều vào. Ăn cho béo tròn, béo quay, xong tí nữa vào bụng của anh nha. Sợ xanh ơi, đi về đi, tớ sợ lắm. Đúng, tớ cũng sợ lắm. Có gì mà sợ, tớ phải ăn hết cái vườn cà rốt này thì tớ mới về được. Thế thì cậu ăn nhanh lên đi. Được rồi, tớ đi tắm tóc. Nhanh lên thỏ xanh, nhanh lên thỏ xanh. Nhanh lên, thỏ xanh ơi, nhanh lên. Hai cậu nhủ lên, cậu mang về nhà ăn đi. Ơ, thế cũng được. Không xong rồi, bọn chúng đi chuồn sao? Tớ nhủ xong rồi này, về thôi. Đi về thôi. Chạy đi đâu cho con? Chạy lên các cậu ơi. Chạy đi lên rửa xanh ơi. Quy đi, quy đi. Rửa xanh ơi, rửa xanh ơi, rửa xanh ơi. Các cậu đợi tớ.
Hiếng ơi. Ui, không xong rồi. Mẹ Khương. À, ngã rồi. Họ bị ngã rồi. Chúng mình phải nghĩ cách cứu Thỏ thôi. Thỏ con, chuẩn bị vào bụng của anh nhá. Đừng mà, đừng mà, đừng mà, đừng mà. Đau quá. Thỏ xanh, chị em ơi. Con chạy xuống từ từ, bỏ đi. Con này, con thỏ kia. Thôi ngon đến tận miệng rồi mà để cho nó chạy mất. Tức quá mà. May quá, hổ đi rồi. Tớ sợ quá, suýt nữa thì tớ được vào trong bụng của hổ rồi. Tại cậu ăn tham quá đấy, đã bảo đừng lấy mà cứ cố lấy cô. Với lại, tại cậu cũng tập thể dục nên mày không chạy nhanh một chúng tớ đấy. Được rồi, tớ sẽ chăm chỉ tập thể dục cùng các cậu, tớ sẽ không lười biếng nữa. Yeah. Nói được, tớ phải làm được đấy nhá. Chắc chắn, từ mai lúc nào chúng tớ gọi là cậu phải nhớ đi tập thể dục đi nhá. Ok, thôi, chúng mình về đi, trời sắp tối rồi đấy. Đi thôi.